Thưa bà con, gà sinh sản vốn tiêu thụ lượng thức ăn rất lớn, nuôi với mật độ cao. Điều này khiến chúng dễ bị stress nhiệt vào những ngày hè nắng nóng. Không chỉ có nguy cơ bị rối loạn trao đổi chất, tỷ lệ đẻ trứng giảm 50%, gà sinh sản thậm chí còn bị chết nóng. Vậy cần làm gì để bảo vệ đàn gà và hiệu quả chăn nuôi khi gặp điều kiện nắng nóng? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Hơn 10.000 con gà mía này đang cho thu hoạch trứng. Thế nhưng mấy ngày qua, tỷ lệ trứng thu được đã bị sụt giảm tới 30%. Anh Tú nhận định nguyên nhân có thể là do đàn gà bị chết. Bởi những ngày qua, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên tới hơn 40 độ C. Để hỗ trợ và tháo gỡ băn khoăn cho nông hộ, chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã có mặt tại trang trại để tư vấn. Để mà hạn chế cái hiện tượng sốc nhiệt cho đàn gà thì có bao gồm rất nhiều các yếu tố. Tôi nói cái yếu tố thứ nhất là về chuồng trại, đúng không? Thì vì cái chuồng trại đây là anh phải chăn nuôi ở cái gọi là chuồng kín. Cái chuồng kín thì nó bao gồm các cái quạt thông gió và đồng thời các cái dàn mát. Ví dụ đây là cái dàn mát, đúng không? Và cái dàn mát này thì một số người thì thường là chỉ để hoạt động như vậy thôi chứ không phun nước lên trên dàn mát. Do vậy là phải phun nước lên trên dàn mát nha. Thì đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là cái quạt thông gió thì tùy theo cái chiều dài của cái chuồng trại và cái chiều ngang của chuồng trại lớn hay nhỏ mà có cái số lượng quạt khác nhau. Thông thường thì người ta có thể sử dụng 3 hoặc 4 cái quạt thông gió. Như vậy là một cái quạt to ở giữa là dài 1m4, cái gần sau đó là hai bên là 1m2 và sau đó là 90. Thì đấy cái là quạt thông gió, và cái quạt thông gió nó lưu ý là phải để cách cái nền chuồng, cách nền chuồng khoảng độ là 75 cm thôi. Chứ nếu để qua quá thì cái việc mà thông gió thì đặc biệt là hút cái khí độc trong chuồng nuôi như NH3 và H2S nó rất là khó khăn. Gà không có tuyến mồ hôi và khác với các loài động vật khác, thân nhiệt của chúng duy trì ở mức 42 độ C. Cùng với lớp lông vũ dày nên khả năng thải nhiệt của gà kém hơn các loài vật khác. Chính điều này khiến chúng dễ bị sốc nhiệt khi nhiệt độ ngoài trời lên cao, gà không thoát nhiệt kịp. Do vậy, yêu cầu đầu tiên khi nuôi gà sinh sản là duy trì nhiệt độ chuồng nuôi ở ngưỡng 25 độ C. Hướng chuồng cần tránh bức xạ mặt trời. Hướng tốt nhất là hướng đông nam hoặc hướng đông tây. Trong chuồng nuôi là phải luôn sạch sẽ. Cái sạch sẽ đây là không có các cái chất thải. Chất thải ở gà đây là phân và một số loại thức ăn thừa. Và nếu có điều kiện có thể là dùng cái chế phẩm sinh học, cái điểm lót sinh học thì nó cũng có tác dụng rất là tốt. Tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu mà trong chuồng nuôi mà còn có nhiều cái chất thải mà chất thải để lâu, không có điểm lót sinh học thì chính những chất thải đó nó phân hủy để tạo thành những khí độc. Và những khí này, chính những khí này nó cũng tạo ra một cái nhiệt độ trong chuồng nuôi rất là nóng. Theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, các nông hộ chăn nuôi cần vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi theo định kỳ. Nếu có điều kiện, có thể sử dụng ấu trùng ruồi lính đen để phân hủy chất thải trong chuồng nuôi, loại bỏ khí độc trong những ngày nắng nóng. Đồng thời, điều chỉnh thời gian cho gà ăn trong ngày, tránh cho ăn vào lúc nắng nóng. Thời gian cho ăn trong những ngày nắng nóng ở đây là phải cho ăn vào cái thời gian và cái giai đoạn mà mát. Ví dụ như sáng sớm và buổi chiều tối thì đấy là cái thời gian mà tốt nhất để hạn chế cái hiện tượng là sốc nhiệt. Bởi vì nếu chúng ta thấy là trong những ngày nắng nóng và oi bức mà nếu mà cho ăn vào những thời điểm nắng thì gà đã phải gì mất năng lượng để mà chống cái nóng đó, đồng thời lại gì ăn vào, cho nên nó sẽ giảm tính thèm ăn, nó ăn rất ít, tức là cái dinh dưỡng không đủ sẽ ảnh hưởng tới chất lượng trứng và sản lượng, và đồng thời chính nó cũng là một cái quá trình trao đổi chất và sinh ra nhiệt rất lớn và sẽ sinh ra cái hiện tượng sốc nhiệt rất là cao. Theo chuyên gia Phạm Ngọc Thạch, trong những ngày nắng nóng cần bổ sung cho gà các chất điện giải để chống hiện tượng mất nước, làm cho cơ thể gà có tác động tốt, nâng cao sức đề kháng, đồng thời giảm chết nhiệt, bổ sung chất điện giải cùng vitamin theo liều lượng hướng dẫn trên bao bì sản phẩm và cho uống liên tục 1 tháng liền. Thưa bà con,
Chương trình Góc Tư Vấn ngày hôm nay, chúng tôi xin được tư vấn cho những thắc mắc liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi. Những thắc mắc này đã được các chuyên gia thuộc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giải đáp. Và đầu tiên, xin được trả lời cho câu hỏi của khán giả Lê Văn Sơn với số điện thoại 0362 3 số cuối 126 tại Nam Định có hỏi: 20 con gà mái sinh sản, gà có hiện tượng mổ lông nhau ăn, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa anh Sơn, các chuyên gia chương trình đã nhận định gà của gia đình anh đã bị thiếu khoáng chất và vitamin. Biện pháp khắc phục cho gà như sau: dùng chất điện giải glucose và vitamin tổng hợp cho uống thay nước 3 ngày liền. Bổ sung men tiêu hóa, kết hợp vitamin A, D, E, kết hợp vitamin B complex, kết hợp premix, cho ăn hàng ngày, cho ăn 2 tháng liền. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả Phạm Công Tư với số điện thoại 0906 3 số cuối 899 tại An ấp Quỳnh Phụ, Thái Bình có hỏi: 2.000 ngan một tuần tuổi, hỏi vào thời điểm này nên úm ngan với nhiệt độ bao nhiêu là phù hợp và thức ăn cho ngan nên sử dụng như thế nào? Vâng, thưa bác Tư, chuyên gia của chương trình đã hướng dẫn bác biện pháp chăm sóc ngan úm như sau. Tuần đầu, nhiệt độ úm ngan từ 32 đến 34 độ C, cho ăn thức ăn nhiều đạm, có tỷ lệ 22 đến 23%, dạng hạt nhỏ, cho ăn 24 trên 24 giờ, dùng nước sạch cho uống, đảm bảo vệ sinh. Tuần thứ hai, nhiệt độ úm từ 30 đến 32 độ C, cho ăn thức ăn nhiều đạm, từ 18 đến 19%, hạt nhỏ cho ăn 24 trên 24 giờ, dùng nước sạch cho uống, đảm bảo vệ sinh. Tuần thứ ba, nhiệt độ 28 đến 30 độ C, cho ăn thức ăn nhiều đạm, từ 12 đến 13%, hạt nhỏ cho ăn 24 trên 24 giờ, dùng nước sạch cho uống, đảm bảo vệ sinh. Thực hiện tiêm phòng các bệnh theo chỉ dẫn của nhà sản xuất: dịch tả, viêm gan, tụ huyết trùng, phòng bệnh E. coli dung huyết. Và tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả Hà Văn Thành với số điện thoại 0394 3 số cuối 113 tại Sơn La có hỏi: nuôi 20 con lợn thương phẩm, trọng lượng khoảng từ 15 đến 30kg một con, hỏi muốn phối trộn cám cho lợn ăn từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương như bột cá, ngô sắn, cám gạo thì nên chọn phối trộn những nguyên liệu nào và tỷ lệ bao nhiêu là phù hợp. Thưa anh Thành, chuyên gia chương trình đã tư vấn công thức phối trộn thức ăn cho lợn như sau. Công thức phối trộn thức ăn cho lợn như sau: bột ngô đỏ 55%, cám gạo 15%, bột sắn 10%, bột cá nhạt 10%, bột đậu tương 7-8%, vitamin kết hợp với khoáng chất premix 2%. Gửi câu hỏi về chương trình, khán giả Vũ Đức Thắng với số điện thoại 0968 3 số cuối 265 tại Thanh Hóa có hỏi: 500 con dê đang nuôi, hiện một số con có biểu hiện nổi mụn ở miệng, dê con không bú mẹ được, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Anh Thắng thân mến, chuyên gia chương trình đã chẩn đoán dê nhà anh bị bệnh viêm lở miệng truyền nhiễm, biện pháp khắc phục cho dê như sau. Tách con bị bệnh ra để điều trị, dùng cồn iodin 10% sát trùng kỹ vùng mụn ở miệng. Sau đó dùng thuốc kẽm oxy tetracycline bôi lên mụn rét 2 lần một ngày trong 7 đến 10 ngày liền để chống nhiễm trùng. Dùng thuốc amoxicillin hoặc enrofloxacin tiêm bắp 1 lần trong ngày trong từ 3 đến 5 ngày để chống nhiễm trùng toàn thân. Dùng thuốc Catosan 10% tiêm bắp 1 lần trong 1 ngày trong 3 ngày liền. Dùng chất điện giải glucose kết hợp với vitamin tổng hợp cho uống 3 lần trong ngày trong 5 đến 7 ngày liền. Vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi. Vâng, thưa bà con, câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Khuyến nông hôm nay. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.